Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và rất vui được gặp lại cùng với anh chị em trên bản tin tuần của kênh chứng khoán Chiến binh đến từ con sóng vào mỗi buổi uh, tối ngày thứ sáu và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính. Phần thứ nhất sẽ đi uh, view lại danh mục các mã cổ phiếu khá là căn bản từ nhóm trụ, nhóm uh, thép uh, rồi uh, nhóm dầu khí, nhóm banh, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản đầu tư công, hạ tầng xây lắp. Đấy là những cái nhóm rất là cơ bản của thị trường chứng khoán. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài cái view lại các cái kịch bản mà chúng ta đã nói, đã phân tích ở trong tuần video số 145 tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 và phần cuối cùng Hùng sẽ có một vài cái nhận định, một vài cái xu hướng. À, chúng ta sẽ đi phân tích uh, cái cái xu hướng khi mà thị trường của chúng ta uh, kết thúc cái phiên giao dịch ngày 30 tháng 9 ngày hôm nay là một cái phiên mà nó có một cái uh, tín hiệu kỹ thuật tương đối quan trọng các anh chị. Và với cái tín hiệu kỹ thuật đó thì chúng ta uh, có quyền kỳ vọng uh, ok, chúng ta có quyền kỳ vọng là tuần tới uh, mọi thứ uh, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ dễ thở hơn đúng không các anh chị? và uh, chúng ta cũng thấy rằng là trong cái bản tin phân tích tuần ở uh, video 26 đến 2 ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 thì ông Lê cũng uh, có uh, khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ phải tiếp tục thận trọng bởi vì sao? Bởi vì cái xu hướng của thị trường hiện tại nó đang khá là yếu. ở Đó và chúng ta thấy rằng là một tuần giao dịch hết sức là khó khăn. Vậy thì cái nội dung của bản tin tuần này thì chúng ta sẽ nói đến cái gì? Cái thứ nhất đó là tất cả các mốc hỗ trợ kỹ thuật thì gần như bị phá trong tuần vừa qua. Ok các anh chị và cái ý thứ hai hùng muốn chia sẻ đây ông đã nói rất nhiều lần với các anh chị rồi đó là gì chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta không thể tạo lập thị trường vì vậy chúng ta không thể chống lại xu hướng của cổ phiếu khi cổ phiếu bị mất vùng hỗ trợ cao các anh chị nghe cho rõ cái ý hùng nói nhé khi cổ phiếu mất hỗ trợ vùng cao thì cổ phiếu sẽ về vùng hỗ trợ gần nhất của nó và cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó tiếp tục bị phá Thì nó lại tiếp tục về cái vùng hỗ trợ gần nhất à, Tiếp theo Đó thì cái câu chuyện là gì Một nguyên lý của cổ phiếu khi tăng Thì nó phá kháng cự thấp Thì nó sẽ đi lên kháng cự cao Và khi trong một cái trang kỹ thuật giảm Thì nó phá à, nó phá cái hỗ trợ cao Thì nó lại đi về hỗ trợ thấp Đó là cái ý thứ hai và cái ý thứ ba mà muốn chia sẻ ở trong bản tin tuần này đó là gì? Vậy thì sau một cái tuần mà nó suy giảm như vậy, nó giảm mạnh như vậy rồi, thì à chúng ta đã có một cái điểm tựa nào không? Chúng ta có một cái à, vùng hỗ trợ kỹ thuật nào của cổ phiếu hay không? À, chúng ta có những cái yếu tố kỹ thuật nào của cổ phiếu để chúng ta có thể kỳ vọng rằng tại cái mốc đó, tại cái điểm đó, tại cái vùng đó cổ phiếu sẽ ngừng rơi. Ok, vậy thì nhiệm vụ của bản tin tuần này là chúng ta sẽ đi. À, đánh giá lại và chúng ta dò tìm lại những cái vùng giá mục tiêu mà à, kỳ vọng là cổ phiếu dừng lại đó và cổ phiếu sẽ không rơi. Bởi vì sao? Bởi vì phiên giao dịch của ngày thứ sáu ngày hôm nay nó có một số các yếu tố kỹ thuật như sau. Ví dụ như là cái cây nến giờ của vn30 à, từ 13 giờ đến 14 giờ đã đóng cửa sấp xỉ gần 60 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Ok, các anh chị, đó 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 59 60 triệu đấy thì đấy là một cái lực bắt rất tốt của chỉ số VN30 và chính vì vậy nên là Hùng đã có phân tích rằng là khi mà khi mà VN30 mà 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 đây các anh chị này ở cái phiên ngày hôm nay là một cái một cái tín hiệu đó, một cái tín hiệu rất là quan trọng đó là VN30 tức là lúc đó nó đến khoảng tầm À, lực bắt khá là tốt này sau đó tiếp tục đánh giá này cây nến cửa đóng tuần à, đóng đóng giờ của vn30 từ mới đạt 60 triệu à, nó có một cây doji phục hồi nên là cái xác suất mà đảo chiều xu hướng ở sau 14 giờ rất là cao thì tại cái thời điểm đó là 13 giờ 37 tại thời điểm của ngày hôm nay lùng lê đã có phân tích và đã quan sát rất kỹ cái 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 xu hướng của thị trường ở tại những vùng hỗ trợ kỹ thuật và nó có đánh giá như vậy và đối với chỉ số index thì cũng như vậy, nó đã chạm cái vùng 1100 rút chân lên rất mạnh mẽ. Và cái lực bắt đã đạt 250 triệu cổ phiếu trên cây nến giờ, điều đó là chúng ta chờ đợi rằng là bộ ba tham số của thị trường chung đóng đến 14 giờ. Đó, để chúng ta có một cái xu hướng tích cực hơn và đúng như vậy thì à sau 14 giờ đúng không anh chị thì thị trường đã đảo chiều rất là tốt thì đấy là một trong những cái ý nó rất là quan trọng rất là quan trọng để chúng ta tiếp cận đến cái uh, xu hướng của thị trường trong tuần mới, để chúng ta tiếp cận đến bản tin video tuần số 146 ngày hôm nay. Ok anh chị. <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, view lại tất một số các mã cổ phiếu khá là căn bản. Thì đối với Vic ở đây trong tuần, VIX đã phá vỡ vùng 60 thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ tiếp theo ở đây đó là vùng 51.5 đến khoảng vùng 52. hai uh, trên mặt kỹ thuật hôm nay có lực hồi, tuy nhiên lực hồi này thì nó cũng sẽ kiểu gì thì kiểu các anh chị cứ Uh, lấy uh, một là chúng ta nếu mà một cổ phiếu khỏe thì nó sẽ trả lại 1 phần hai tức là nó sẽ đi về quanh vùng 54 còn nó yếu hơn thì nó sẽ test lại cái vùng đáy đấy là nguyên lý vận động của cổ phiếu ở uh, một phiên hồi thì nó sẽ chưa thể nói lên được cái xu hướng vì vậy nên là tuần tới sẽ có ở vùng 53.5 đến khoảng vùng 54 ở uh, Vinhome <laughs> Vinhome thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi các anh chị nhớ đây vùng 56.5 vùng đã vẽ một cái nến mô phỏng ở đây trong bản tin tuần khi bị thủng cái vùng này thì nó sẽ về vùng 54 ở vùng năm tư bị mất thì nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về vùng 47 đến khoảng vùng 48 và cây nến ngày hôm nay thì nó chạm về vùng 48 nó rút chân lên. Cái điểm rút chân này của Vinhome rất là đẹp. lực bắt tương đối là tốt, chính vậy nên là cái khả năng là tuần tới thì sau một cái nhịp mà nó nó phục hồi lên như vậy á thì Vinhome nó sẽ có những cái điểm quay test trở lại đó. Nếu mà khỏe thì nó chỉ trả về khoảng quanh vùng 59. À xin lỗi cả nhà, 49. 49 đến khoảng vùng 50 đây đó và sau đó thì nó bắt đầu dập chiều và nó sẽ có cái xu hướng để mà gì ạ? phục hồi đi lên đúng không ạ ở VRE thì trong tuần vừa qua nói chung cũng khá là tốt sau những cái nhịp chỉnh giảm ở đây thì nó đã lấy lại phiên kết tuần nó lấy lại được vùng 273 276 khá là, là ổn lực cờ bắt tạm ổn đường mã CD thì đang có xu hướng là thu hẹp dần như vậy là khả năng tuần tới nó sẽ tiệm cận lại những cái vùng 29 đúng không ạ vùng 30 ở đây các anh chị lưu ý để chúng ta có thể chốt hàng cổ phiếu Vinamilk ở trong tuần đây thì Vinamilk có những cái điểm test nào thứ nhất đó là ở vùng 75.5 mất và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó mất luôn ở cái vùng 74.5 là một vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng ở đây thì cái vùng 74.5 bị mất thì xu hướng là nó sẽ đi đi về đây thôi đấy cái vùng hỗ trợ đây của nó là vùng 70.5 như vậy là có rút chân lên ở đây đúng không anh chị có rút chân lên ở đây và có những cái điểm diện điểm sọt lại tức là lấp lại gáp và những cái điểm lấp này của Vinamilk thì chúng đánh giá là tương đối là đẹp và với những cái điểm đất này thì chúng ta cũng có thể kỳ vọng là tuần tới thì Vinamilk sẽ có những cái điểm xây ở khoảng quanh vùng 72 là ổn định và cái lực cầu nó quay lại ở một cái góc độ tức là nó sẽ đánh lại ở khoảng tầm độ 4 đến 5 triệu cổ phiếu trên một phiên đấy là những cái kỳ vọng mà có thể đến đến với trụ Vinamilk trong tuần tới VGC thì nhìn chung là cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến đúng không anh chị à, thì ở trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đang phân tích diện một sóng xuống của VDC và lần lượt thì trên mặt các bản tin tuần ví dụ tuần trước chúng ta nói đến vùng 114.5 Ok 114.5 nó bị mất ở trong tuần này thì thiên hướng nó sẽ đi về những cái vùng thứ nhất đó là nó sẽ về vùng 111.5 sau đó thì nó sẽ về vùng 109 và trong tuần vừa qua thì nó đang xây lại ở vùng 109 đến vùng 110 mười à, Tuy nhiên là cái lực cầu bắt thì nó chưa được thực sự là thuyết phục nó nó cần phải có cái lực cầu bắt mạnh mẽ hơn thôi và có thể tuần tới thì nó sẽ tiếp tục trả lại ở khoảng quanh vùng 110 trước khi mà lực cầu vào để có cái sự phục hồi ở đây à, cổ phiếu số đông kiên giang skg nhìn chung trong tuần vừa qua thì skg cũng đã bị sọt và những cái điểm sọt này thì cũng tương đối là ổn đó nó đang vẫn đang giữ lại được vùng 17 bảy và phiên ngày hôm nay là một phiên mà lực bắt của dòng tiền tương đối là tốt và với cái lực bắt này thì có thể là thứ hai tuần tới skg nó sẽ có một số các cái điểm test kỹ thuật về đây Ok các anh chị, nó sẽ có một cái số cái điểm test kỹ thuật về quanh vùng 17 3 và sau đó thì cây nến nếu xuất hiện một cây nến xanh và nó vượt lại được ở trên vùng 18 cộng thì đấy sẽ là thời điểm mà uh, các tài khoản của chúng ta cầm để chúng ta mua để chúng ta canh một cái nhịp đảo hàng T cộng ở đây là là ổn ổn định, ổn ổn áp. Man sang hiện tại thì chưa có ổn lắm. Đó, uh, quy luật vận động đấy các anh chị này. Đó thì từ bản tin tuần thì cũng bắt đầu phân tích ví dụ như là Man sang sẽ về vùng 111 này. Sau đó nó sẽ về ở vùng 108 này Sau đó nó sẽ về ở biên 104 này 104 thủng thì nó sẽ về đâu Nó sẽ về ở biên 100 Và hiện tại thì phiên ngày hôm nay thì có những thời điểm là đã vượt lên một mùa 100 nhưng mà đây là một cái nến gì nó thể hiện cái sự yếu đuối của bên bên mua à, chính vậy nên là tuần tới thì khả năng là nó sẽ có ở vùng 97 đến vùng 98 à, quanh vùng 100 và kỳ vọng là gì kỳ vọng là thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi à, thì đồng nghĩa với việc là tất cả các mã cổ phiếu sẽ bắt đầu xây nền tạo đáy đó là quy luật vận động chung của cả thị trường à, đối với cổ phiếu BBH ở đây các anh chị à, chúng ta nhìn thấy đây thì à, tuần vừa qua thì nó đã có mức lực phục hồi và nó tiệm cận lại đây các anh chị phiên ngày thứ hai nó tiệm cận lại vùng năm vùng 60 vùng đây là vùng kháng cự và sau đó thì nó bị chốt à, phiên ngày hôm nay thì nó đạp à, tương đối sâu nhưng là nó có cây nến doji rút chân nên khá là đẹp nói chung là ở đây nó có vùng hỗ trợ này 52.5 thì khả năng là tuần sau nó vẫn sẽ còn có những cái điểm trả cung lại ở quanh vùng 52.5 đến vùng 53 trước khi mà nó uh, có những cây nến gì hút xanh ở đây. Thằng BVH này nó đánh khoảng tầm 3 bốn cây uh, xanh liên tục và sau đó nó xả. Đó thì chúng ta phải nắm được cái yếu tố tạo lập như vậy để chúng ta tránh FOMO uh, theo những cái phiên mà nó đua xanh. Ok các anh chị à, ừ rồi đối với PNG trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng 110 đến vùng 112 và vùng hiện tại thì vùng 110 trong cây đến ngày hôm nay với một lực bán tương đối mạnh như thế này là khá là xấu như vậy thì tuần tới thì cái xu hướng của PNG nó sẽ tiềm cận lại ở khoảng quanh vùng 105 kiểu gì nó cũng test lại đây đó và sau đó thì nó sẽ kiểm tra cung cầu ở vùng này nếu trong trường hợp 105 không đáp ứng được thì nó sẽ đi về vùng 110 100 đến khoảng quanh vùng 101 Mvw MVDG ở đây Các anh chị thì uh, uh, như Hùng có nói đây này Hùng có liên hệ với các anh chị đây đúng không Một cây nến đỏ đặc ở đây và một cây nến đỏ đặc ở đây Thì đây về bản chất nó cũng là một cây nến diện Nó bị mất cái vùng hỗ trợ ở đây Mất vùng vô, hỗ vô trợ Hùng vùng 69 Thì xu hướng nó sẽ đi về đâu Nó sẽ về vùng 64 Vùng 64 mất thì nó sẽ đi về đâu Nó sẽ đi về vùng 62 và phiên ngày hôm nay thì nó rút chân lên từ vùng 62 Và cây nến này cũng là một cây nến uh, Hết sức là quan trọng các anh chị có thể nhìn thấy đây đó vậy thì sau cái cây nến rút chân này thì sao thì nó sẽ có những cái kịch bản khá là tích cực đối với uh, riêng mã cổ phiếu mà đúng không ví dụ như vậy có thể là phiên ngày thứ hai nó sẽ xây lên một cây nến xanh luôn đó tức là nó không cho nhỏ lẻ tham gia vào đây nữa bởi vì ngày hôm nay là gần như nhỏ lẻ bị áo hết rồi đó thậm chí là nhỏ lẻ không giữ được bình tĩnh là bán sàn hết rồi và và phiên ngày mai phiên ngày thứ hai có thể nó sẽ dùng một cây nến nó xanh nó kéo lên đó thì nếu như nó kéo lên như vậy thì nó sẽ kéo thêm được khoảng tầm hai ba cây đó rồi sau đó nó lại gì ạ? Nó lại xoạc lại. Đó cái câu chuyện nó như thế hoặc không thì nó sẽ có một cái kịch bản là nó sẽ trả 1/2 cung. Tức là đâu đó nôm na nó khoảng quanh vùng 62.5. Đó các anh chị lưu ý như vậy thì cái kịch bản nào nó cũng được hết đó. Đó thì trong cái giai đoạn hiện tại là gì? Chúng ta cứ quan sát thêm. Có vị thế thì nếu mà nó chỉnh cung luôn thì có vị thế các anh chị có thể tham gia luôn bởi vì là quan điểm của tôi cùng là khả năng tuần này tuần tới sẽ là một cái tuần mà thị trường sẽ có nhiều những cái tín hiệu khả xác hơn đối với mã cổ phiếu PET các anh chị, chúng ta lưu ý này. Đó thì đối với thời điểm hiện tại là gì? Nó cũng đã uh, sau khi mất vùng 40 thì tuần vừa qua nó đạp tương đối là rả rát. Và đối với em này thì nó cũng có cái gì cái cái sự phục hồi chữ V. Vậy thì ở đây rồi chạm hỗ trợ rồi các anh chị. Đó, hôm nay những anh chị nào em nào mà bán ở cái vùng 30 thì coi như giờ là tiếc u ui, ui rồi. Vùng 28.8 đến vùng 30 đây là vùng hỗ trợ rồi. Và về đến đây rồi thì chúng ta bình tĩnh chúng ta quan sát một là chúng ta bán ở trên này, chứ về đến đây thì bình tĩnh nhá. Uh, ok cổ phiếu DGVK DGVK cũng khá là ok rồi <laughs> mất vùng 70 thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về quanh vùng 61.5 đến khoảng vùng 62.5 và ba cây nến liên tục nó đi ở trong biên này như vậy với tín hiệu phục hồi như thế này thì có thể là đi sẽ có một cái điểm trả cung nhẹ đây trước khi mà bắt đầu nó đi vào một cái nhịp phục hồi cổ phiếu đấy thì trong tuần vừa qua nhìn chung thì nó cũng không có chỉnh giảm là bao nhiêu, nhưng mà ở đây thì nó cũng ngày hôm nay thì nó cũng đã có một cái sự điểm test ở khoảng quanh vùng 20. Ờ tuy nhiên là điểm test này hơi với nên là cái câu chuyện là nếu như ai mà cầm HX thì cứ yên tâm khả năng là vẫn còn test lại vùng 20, còn có trụ lại được 20 hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở trong kịch bản của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Ờ, trụ ri, ri cơ điện lạnh ri cũng đã bị đạp uh, khá là mạnh trong tuần vừa qua thì một cái nguyên lý nó nó không đã nói như vậy thôi đầu tiên là gì ạ đầu tiên là vùng 83 83 mà không trụ được thì nó về 80 80 không trụ được thì nó sẽ về đâu biên 73.8 đến khoảng biên 75 hiện tại thì như vậy là đến tại thời điểm này thì nó đang trụ được thì các anh chị nhìn thấy đây ở trong phân tích kỹ thuật sau so một cây nến giảm đúng không và có một cây nến tăng nó lấp lại vậy thì nó sẽ cần thêm một cái cây nến xác nhận đó cái nến xác nhận là gì? Đó là ví dụ trong phiên ngày thứ hai nó có một cái nến xanh như này đóng phiên. Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng G sẽ bắt đầu phục hồi. Hoặc cũng có thể trong phiên ngày thứ hai nó sẽ có một cái điểm uh, trả cung lại nhẹ. Uh, nếu mà trả cung lại nhẹ mà khỏe thì nó sẽ test lại vùng 75 và sau đó thì nó gì ạ? Nó phục hồi ở đây. Đó thì cái kịch bản của thị trường cổ phiếu là chúng ta mô phỏng một cái xu hướng ở một cái đường đi của cổ phiếu trong tương lai và nó đi theo như hướng nào thì chúng ta sẽ có thêm những cái uh, tình huống, tức là khi chúng ta đã dự báo như vậy thì chúng ta sẽ À, hoàn toàn có thể chủ động ở trong những cái tình huống à, tình huống xử lý các anh chị nhá. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích à, sang một cái nhóm ngành à, chuyên biệt tiếp theo đó là nhóm ngành thép. đó. thì à, đối với thời điểm hiện tại à, nhóm ngành thép thì thép cũng đã có cái gì có một cái sự chỉnh giảm theo thị trường và à, đối với đối với mã cổ phiếu thép đối với Hòa Phát thì hùng đã có nói đến với các anh chị là vùng 24.7 đây là một cái vùng kháng cự và à, từ tháng à, bây giờ là tháng 9, tháng 8, tháng 7 từ tháng 7 đến bây giờ thì nó chưa thể vượt thoát được cái kháng cự này. và đồng thời từ tháng 7 đổ đi, từ tháng 6 đổ đi đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã phân tích một cái vùng hỗ trợ khá là quan trọng của cổ phiếu Hòa Phát ở quanh vùng 20.7. Ok. Vậy thì trong tuần vừa qua nó đã chỉnh rồi, 20.7 đây thì các anh chị nhìn thấy đây và ngày hôm nay thì nó có rút chân lên. Tuy nhiên là cái điểm rút chân này nó cũng chưa thực thực sự là thuyết phục lắm. Như vậy thì tuần tới sẽ có những cái điểm ví dụ 21.4 và điểm 21, đó là chắc chắn những cái điểm này thì chắc chắn là cổ phiếu hòa Phát sẽ quay test trả lại đây và nó sẽ dập chiều, nó sẽ dập chiều một vài phiên trước khi mà nó xuất hiện những cái lực cầu ví dụ như nó đánh lại khoảng tầm từ 50 đến 60 triệu cổ phiếu thì khi đó chúng ta sẽ có thêm câu chuyện về cổ phiếu này. À, đối với Hoa Sen ở đây các anh chị đúng không ạ? Vùng kháng cự rất dài à, chúng ta phân tích ở vùng 18.7 rồi. À, và sau đó thì nó trả cung thì nó cứ trả lần lượt vậy thôi. Vùng 16.8 bị mất thì nó sẽ trả về đâu các anh chị? Về vùng 15 năm tuần vừa qua thì nó phiên thứ hai là mất 15 năm này sau đó thì nó có 3 phiên đó, nó cố công lại vùng 15 năm nên nó công công không thành và đến phiên ngày thứ tư thì ngày thứ năm thì sụt giảm và ngày ngày thứ sáu thì nó đã thì đây nó chạm lại hỗ trợ ok đó là vùng 14 thì đối với hoa uh, sen nó có hai vùng hỗ trợ 14 hoặc 13 hai ở đây uh, khả năng thì nó tuần tới thì nó cũng chỉ uh, tức là một cái nhịp long nhẹ rồi sau đó nó sẽ quay test trả lại và dập chiều quanh vùng 14 nó chờ đợi thêm cái xu hướng thị trường và nó chờ đợi thêm cái sự tăng giá thép quay trở lại đúng không <laughs> Nam Kim ở đây các anh chị <laughs> Nam Kim ở đây thì là chúng ta có phân tích một cái vùng kháng cự ở đây này cái vùng 25 đấy là vùng kỹ thuật rất là quan trọng và trong những cái tuần vừa qua thì nó chỉ đi được đến vùng 23 24 bốn. À, tuần vừa rồi thì sau khi mà phiên tức là chúng ta dự test này dự test điểm một là quanh vùng 20.2 và điểm này thì bị phá trong phiên giao dịch của ngày thứ hai sau cái cây nến phá này thì nó sẽ có hai tình huống một tình huống tích cực là phiên ngày thứ ba nó phải gì nó phải lấy lại được vùng 20.2 cộng đó còn cây nến ngày thứ ba mà nó đóng nến tức là nó không thể công lại được cái vùng này tức là đây là cây nến xác nhận cái chị sau một cây nến rồi thì nó phải có cây nến xác nhận rồi và sau cây nến xác nhận này rồi thì ok rồi như vậy là nó xác nhận rằng là cổ phiếu này không thể không thể phục hồi trong ngắn hạn thì nó phải tiếp tục diện, chỉnh giảm ờ, vậy thì mất ở cái vùng hỗ trợ này thì nó sẽ về đâu đây hỗ trợ tiếp theo vùng 17.5 trong phiên ngày hôm nay thì nó rút nó nó giảm qua vùng 17.5 nhưng sau rút chân lên và điểm rút chân này thì cũng là được xem là gì tích cực như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 18 hoặc nếu không thì sẽ vùng 17.5 hoa sen uh, Nam Kim sẽ test lại ở uh, VGS ở đây VGS <laughs> ở đây như vậy là đạt được target 22 thì nó chỉnh nó rũ hết này nó rũ điểm 1 ở quanh 17 và trong tuần vừa qua thì uh, cái điểm rũ nó sâu hơn như vậy thì ngắn hạn ở đây chúng ta có vùng 13 bốn, 14, 14 đến khoảng 14.5. 14 đến khoảng vùng 14.5 đây ok anh chị. Đó thì ngắn hạn thì khả năng là nó sẽ có những hỗ trợ này. tuần tới thì đây cũng là một cái nền rút chân rất là quan trọng đối với cổ phiếu VGS và các anh chị lưu ý là trong giai đoạn này, đây là giai đoạn gì ạ? Giai đoạn của tạo lập gom hàng theo quan điểm vùng như vậy đây là những cái giai đoạn mà tạo lập họ gom hàng và đây là những cái giai đoạn thì họ rũ nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ và sau cái giai đoạn rũ này thì VGS sẽ đánh các anh chị yên tâm chúng ta cứ thử 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 ngẫm xem là sau này thì cái 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 trend kỹ thuật của VGS như nào thì các anh chị sẽ uh, sẽ, sẽ, sẽ 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 hình dung được đó uh, TVN nhiều uh, TVN nhìn chung thì trong tuần vừa qua cũng uh, <laughs> bám khá là sát ở hỗ trợ 7.7 phiên ngày hôm nay thì mới bị sập này nhưng mà nó cũng doji nó cũng rút chân lên quanh vùng 7.6 như vậy thì khả năng tuần tới thì nó vẫn cái, có những cái điểm dập chiều ở quanh quanh nữa quanh 7.6 chờ thêm xu hướng ờ, cổ phiếu TLH mất hỗ trợ 9.7 và trong tuần vừa qua TLH về lại hỗ trợ 8.5 đến 8.9 và như vậy thì nó cũng sẽ đi ở quanh vùng 8.5 đến 8.9 ở trong tuần mới Ok nhóm thép thì về các bản là chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái xu hướng của 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 giá thép các anh chị cùng với xu hướng của thị trường chung nữa <laughs> rồi ở đây thì chúng ta có nói đến một cái nhóm ngành tiếp theo à, nhóm ngành rất quan trọng đó là nhóm ngành dầu khí thì hiện tại đối với wti các anh chị có nhìn thấy đây đây là một cái cái sự chỉnh giảm của wti và hiện tại nó đang à, có cái xu hướng tích lũy lại ở quanh vùng 80 đó à, có sụt giảm ở dưới vùng 80 nhưng nó đang có cái sự phục hồi lên vậy thì cái thời điểm hiện tại ấy, thì cái xu hướng giá dầu nó cũng khá là khó khó là phán đoán bởi vì nó nó rích rác ở nhiều các cái yếu tố kỹ thuật lắm nói chung là chiến tranh rồi cái sự mâu thuẫn giữa các quốc gia rồi cái sự đồng thuận hay không giữa các nước sản xuất dầu mỏ OPEC họ có muốn là cái giá dầu của họ tăng lên không hay là họ lại đạp giá xuống vân 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 nó có rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta đang nhìn thấy được diện chúng ta đang nhìn thấy được một cái hỗ trợ nho nhỏ, nhỏ ở đây và như vậy thì có thể là tuần tới VKT sẽ test lại ở quanh vùng 80 và nó xây được nền ở đây và nó phục hồi đi lên thì khi đó thì nhóm P sẽ rất là ok. À, còn đối với thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ view sang danh mục của nhóm P. Đầu tiên mã cổ phiếu GAT. <laughs> Ngay chị. thì ở trong tuần GAT cũng đã có một cái sự phục hồi ở đây. Nó tiệm cận lại về vần, gần, gần cái vùng kháng cự 115 và vùng này thì nó không thể bứt thoát được và nó có hai cây nến giảm tương đối là mạnh. Ờ, tuy nhiên cái nến cái tuần thì nó lại khá là ok, lực bắt lại rất là giòn giã đúng không anh chị. Đó và không ai nghĩ ngày hôm nay thị trường này tăng được tốt như vậy đúng không ạ? Thì uh, nhưng mà bản thân thì khi mà trước khi mà đóng nến giờ của cái nến 14 giờ ấy, 13 giờ 37 phút thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá rất là xác đáng rồi. Và với cái tín hiệu như vậy thì khả năng là cái xác suất gì ạ? Xác suất đảo chiều ở sau 14 giờ nó rất là cao. Và ngày hôm nay thì nó đã đảo chiều thì chúng ta sẽ đi phân tích. Ờ uh, rồi <laughs> Đối với gas thì khá là đẹp Nói chung là tuần tới nếu mà nó khỏe á, Thì nó nhà nhà cung lại Khoảng quanh vùng 106, 107 Còn nó khỏe hơn nữa thì nó như vậy là nó kéo sốc lên luôn Và chú ý Chúng ta lại lưu ý đến vùng 115 Đến vùng 118, 119, 120 Đây là vùng kháng cự uh, PLX trong tuần đó uh, Sau khi mà PLX bị uh, Thủng với vùng 37 ở đây Thì nó sẽ hạ về vùng 34.5 Mất vùng 34.5 thì nó sẽ về vùng 32.5 hiện tại thì tín hiệu của PLX nó chưa thực sự là ổn định lắm đó cái đến ngày hôm nay có một phần gọi là nó vẫn còn thể hiện cái sự yếu đuối của 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 PLX chỉ vậy nên tuần tới thì khả năng là gì PLX sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 32.5 và trong trường hợp các anh chị lưu ý trong trường hợp một vùng 32.5 bị phá vỡ bằng một cây nến như này thì khi đó chúng ta sẽ phải uh, tính toán đến cái vùng nhợ, vùng hỗ trợ sâu hơn của PLX à, uh, PBS <laughs> cổ phiếu PVS trong tuần vừa qua đây là cây nến mà chúng ta ra bản tin tuần uh, tiếp tục quay trở lại test này đó, tiếp tục quay trở lại test ở đâu test biên 24.243 vùng này test thất bại thì nó sẽ về đâu nó sẽ về vùng 22.5 thất bại vùng đó thì nó sẽ đi về vùng 21.5 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay rút chân lên từ 21.5 Uh, tuy nhiên uh, một phiên thì nó chưa nói lên được cái điều gì cả Rất nhiều những cái nền rút chân lên Và nó uh, sau một cái giai đoạn kéo thì nó đều diện Nó quay lại test nền Thì uh, cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi Khả năng thì nó tuần tới nó sẽ có những cái điểm test lại quanh 2.5 uh, Tích lũy thành công ở 2.5 Lực cầu tiếp tục quay trở lại Đối với PVS đâu đó khoảng tầm độ 10 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì uh, khi đó chúng ta sẽ đánh giá một cái năng lực phục hồi của cổ phiếu PVS uh, Tại thời điểm này Uh, pvd uh, trên góc độ kỳ vọng đó là trong tuần cũ thì cũng có kỳ vọng ở một cái góc độ gì các anh chị đó là uh, pvd sẽ có một cái sự xáo trộn nào đó uh, trước khi mà nó đánh tiếp bởi vì đây đang là những cái lực gom của tạo lập uh, những cái nhà đầu tư tổ chức lớn rất là to người ta gom cổ phiếu pvd nên là có khả năng cao thì pvd nó không 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 chỉ đánh lên vùng 22.5 đâu đấy là về mặt quan điểm chẳng qua bây giờ thị trường nó xấu thì tạm thời nó sẽ lùi lại và cái điểm lùi này thì theo quan điểm của mình là đẹp đó các anh chị này à, ngày hôm qua um, trong tuần vừa qua nó mất 20.5 và nó lùi về đây nó lùi về 18.7 vùng 19 đây 18.7 19 này nó bắt long lên và đến phiên ngày hôm nay cũng như vậy với cái đến ngày hôm nay như vậy là gần như nó xác suất rằng là cái vùng 10 18 7 đến vùng 19 này là cái vùng hỗ trợ cực kỳ tốt của cổ phiếu PVD Ok và lực bắt ngày hôm nay cũng đạt 12 triệu là rất là ok này đó toàn tay to nó nó đang lượn lờ ở đây thôi Ok cá to nó đang lượn lờ ở đây Vậy thì <laughs> tuần tới nếu mà nó khỏe thì nó nó chỉ trả lại đây thôi anh chị đó quanh 19.3 19.5 lưu ý là như vậy nó khỏe nó sẽ trả về quanh đây sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá cái lực cầu long lực cầu long vào đây và nhìn chung về thiên hướng thì trong giai đoạn hiện tại theo quan điểm cái tôi cùng lên là Pvd sẽ có một cái sóng nó dài hơn hơn à, rồi em rồi trong tuần vừa qua thì nó khá là yếu đúng không đó, nó không có cái quy luật nào cả Nó chỉ có quy luật là hỗ trợ thấp, hỗ trợ cao Khi hỗ trợ cao bị phá, tức là vùng 22 bị phá rồi á Đây, cái đầu tiên là trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba Nó có cây nến xác nhận là nó không lấy lại được vùng 22 cộng Và đến ngày thứ tư thì như vậy là nó nó ào, nó đổ thôi Vậy thì uh, uh, nó sẽ hạ về vùng hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên 19 năm vùng 20 Đây là một cây nến doji Nó thể cái sự uh, khá là rằng co giữa bên mua và bên bán Chính vậy nên là có khả năng thì nó vẫn có những nhịp long ngắn và sau đó thì nó sẽ dập lại quanh vùng 19.5 năm đó và trả lại vùng 19.5 năm á mà nó thành công ví dụ như vậy thì như vậy là đó là cái điều tốt nhưng mà ví dụ nó lại tiếp tục mất 19.5 năm năm thì đây các anh chị các anh chị nhìn thấy đây tức là phải gióng về vùng 18 đó thì tùy từng thiên hướng đó, thiên hướng tích cực là gì nó giữ được như vậy và nó có một cái cây nền xanh piu này đó, thế là ngon rồi đó. thế là chúng ta hùng hục chúng ta mua vào Uh, thế tuy nhiên là không có cái nền xanh này mà nó có cái nền đỏ đặc đây thì thôi tạm thời quan sát thêm đó là cái phương pháp mà chúng ta quan sát cổ phiếu quan sát những cái tín hiệu giao dịch ở trên thị trường ok uh, kép test điểm test 133 thất bại điểm test thứ hai 12 năm 13.3 12 năm và điểm test thứ ba thì đây rồi không có gì phải bàn cãi cả đó là vùng 12 11.5 đến vùng 12 hôm nay có rút chân nhưng mà lực cầu hơi kém cầu này bắt kém quá nên là gì nên là khả năng cao á, thì vẫn còn gì? vẫn còn những cái điểm uh, kiểm tra lại ở quanh vùng 12 12 3 Oi <laughs> ở trong tuần này uh, hơi hơi đuối nhỉ đuối Oi bị mất 11.5 thì nó sẽ đi về đây này nó sẽ có thiên hướng là vùng 10.5 Ok anh chị <laughs> đó thì uh, trong thời điểm hiện tại thì vùng 10.5 nó sẽ có những cái điểm gì ạ? Điểm long sọt ở đây, 10.5 lên 11 và sau đó thì uh, nó sẽ có những điểm đi ngang đi ngửa đây. Ok, 10.5. Như vậy là nhìn chung về thiên hướng của kỹ thuật của nhóm P thì uh, sẽ có hai mã cổ phiếu đáng lưu tâm, đó là trong thời điểm tới đó là mã cổ phiếu PVS PVD, uh, PVB. Uh, PVD, uh, phân tích thêm thêm mã cổ phiếu PVB. PVB bò này con này cũng khá là hay. thì trong tuần vừa qua nó suýt soát nó sẽ tiếp diễn được lên đến cái vùng 22 đây, này. vùng 22.5 là kháng cự và sau đó thì nó đổ theo thị trường. nó đổ theo thị trường thì cái con này nó có một cái đặc tính đấy các anh chị này, lúc nó xả này và nó kéo này, và đây nó xả này và nó kéo này, phiên ngày hôm nay kéo khá là tốt. với lực kéo tốt như thế này thì nó có hai phương án một đó là nó có thể nhả lại cung ở quanh vùng 16.5 nếu như mà các tài khoản mà đang cầm mà có vùng nhà cung 16.5 thì các anh chị có thể bắt thêm ờ, nhìn về cách đánh của con này thì cứ như vậy thôi nó đánh khoảng tầm 45 cây xanh và sau đó nó xả đó thì cái đặc tính của nó đây nó đánh hình chữ V đây cũng chữ V và là có khả năng đây cũng sẽ thành hình chữ V trong một cái nhịp phục hồi đi lên Ok bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm bất động sản xây lắp hạ tầng đầu tư công thì uh, nhóm này trong tuần vừa qua đã bị xả tương đối mạnh các anh chị sau khi mà đặc biệt là nhóm đầu tư công uh, sau khi mà nó đã neo giữ khá là tốt ở tuần cũ thì uh, tuần này nhóm ngành bất động sản hơi xấu thì uh, cái sự xấu của nhóm ngành bất động sản uh, thì nó cũng có một cái điều dễ hiểu thôi uh, đó là gì bây giờ các anh chị biết rằng là thanh tra nhà nước đang vào cuộc và Uh, thanh tra tất cả các doanh nghiệp mà phát hành uh, trái phiếu. OK, anh chị và Hùng có có bạn Hùng có gửi cho Hùng một cái link là kiểm tra 10 doanh nghiệp thì có 9 doanh nghiệp là coi như là tùng đen đó, tức là cái tỷ lệ sai phạm khoảng tầm 90%. Uh, cái câu chuyện là trước đây thì uh, không có cái sự quản lý, chính vậy nên là các bố nhà mình là cứ phát hành trái phiếu, ví dụ như là một cái dự án A để huy động ví dụ như tiền nông dân ví dụ huy động 1.000 tỷ để làm dự án A nhưng mà trên thực tế thì 1.000 tỷ huy động được đó thì các bố lại đi làm những việc khác và đặc biệt là mang tiền lên uh, lên lên sàn để quẩy chứng khoán hoặc là để quẩy cái cổ phiếu chính của chính công ty mình <laughs> để điều tiết uh, giá đó vân 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 thì nó có rất nhiều cái sai phạm và đặc biệt là đối với vụ tân hoàng minh thì đã bị khởi tố đúng không anh chị và uh, 9 trên 10 cái doanh nghiệp kiểm tra đó thì là bây giờ cho khắc phục mà không khắc phục không xong thì đấy cũng là một cái điều rất là khó khăn Vậy thì như vậy là doanh nghiệp bất động sản bây giờ đang rất là khát tiền ở cái câu chuyện khát tiền như vậy cộng với cái thị trường bất động sản thì nó đang bị chứng theo như một số các anh chị em làm bên ngành thì các anh chị em đã biết như vậy thị trường bất động sản đang bị chứng và kết hợp thêm một cái câu chuyện nữa đó là ngân hàng siết rung và chính phủ chỉ đạo là tất cả những cái hoạt động mà cho vay đầu cơ về bất động sản là phải kiểm soát, phải kiểm soát phải chứng khoán và bất động sản phải kiểm soát. Như vậy thì chứng tỏ là cái dòng tiền mà các doanh nghiệp bất động sản hiện tại bây giờ đang rất là khát các khát, khát khát lắm. Đó. <laughs> chính vì khát như vậy nên là cái cái sự dòng tiền quay vòng của cái nhóm ngành này bây giờ hiện tại nó đang đang rất là khó khăn. Nên là cái việc mà bứt phá thì nó cũng khá là khó. Duy nhất chỉ có kỳ vọng vào đầu tư công nhưng mà không hiểu vì sao tuần vừa qua đầu tư công lại bị xả mạnh như vậy. Đó cái câu chuyện cuối năm thì bây giờ chỉ còn bởi vì cái nguồn vốn của chính phủ là bây giờ chỉ còn giải ngân, nhưng đầu tư công là nhiều nữa thôi. Cơ bản là như vậy. Ở đây chúng ta có DG, DG thì trong tuần vừa qua nó bị mất ở đây, mất vùng 31.5. Khi vùng 31.5 bị mất thì nó sẽ đi về biên 26 đến biên 27.5. Đây là biên hỗ trợ thì đây biên hỗ trợ ngày hôm nay còn rút chân lên, lực cầu bắt thì cũng tương đối là khá, 13 triệu. <laughs> như vậy là tạm ổn rồi. Như vậy đối với DG thì khả năng tuần tới nó sẽ có những nhịp kéo lên khoảng vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 Sau đó thì nó sẽ tiếp tục uh, test trả lại cung Xeo ngày hôm nay thì hơi xấu <laughs> Với tín hiệu như này tức là nó mất vùng 23 thì sẽ cần thêm cái tín hiệu của cái đến ngày thứ hai Nhưng mà khả năng vùng này mà bị mất như vậy á Thì khả năng là nó sẽ quay trở lại vùng 20 Quanh vùng 20 rồi sau đó nó mới có cái sự phục hồi Bởi vì cái đến ngày hôm nay là một cái đến uh, hơi xấu đối với mã của phiếu xem. Ở MHBC Trong tuần thì nó đã có hai phiên Công lại khá là đẹp ở quanh vùng 20 chứ ra là vùng 20 nhưng đến phiên Ngày thứ 3 thì à, đến ngày thứ 4 Thì nó mất vùng 19 Sau đó nó mất luôn cái hỗ trợ ngắn ở đây Đó là vùng 18.5 Và tiếp tục mất hỗ trợ vùng 17.6 Và cuối cùng thì nó đang đi về lại vùng hỗ trợ Đây 15.5 đến vùng 16 Có rút chân lên tuy nhiên điểm rút chân này Thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục Chính vậy nên khả năng tuần tới nó sẽ còn những cái điểm test ở khoảng quanh vùng 16, 15, 8 đến khoảng 16 ở đây. Đất xanh cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nó test lần lượt từng cái mốc hỗ trợ kỹ thuật đó là vùng 24. Xong đó thì vừa xuống vùng 21.5 ở đây. Và cuối cùng thì nó đang nằm lại ở khoảng quanh vùng 19, vùng 20 ở đây. Ở đây thì nó có một cái điểm này. Các anh chị nhìn thấy một cây doji ở đây đúng không ạ? Thì ở đây ngày hôm nay cũng như vậy nó xuất hiện một cái cây doji như vậy sau một cái cây này thì các anh chị nhìn thấy đây nó lừng khừng thêm khoảng tầm bao nhiêu cây nữa, 4 5 cây nữa. Vậy thì đấy đấy cũng non tuần tuần tiếp theo thì nó cũng vậy thôi. Đó, khả năng là nó như vậy. Nó sẽ test lại à, lừng khừng nó đi được ở khoảng quanh vùng 19 năm vùng 20. Và nó cần một phiên. Đây là một phiên gì ạ? Một phiên bứt phá. Các anh chị lưu ý như vậy. Đây. Đó. Đây là một phiên bứt phá để giúp chúng ta nhận diện. Ví dụ như vậy ở đây. Vào một ngày đẹp trời vào một ngày buổi cuối tuần nó có cái nến xanh hừng sừng sững đi vượt thoát vùng 21.5 như vậy như này thì chúng ta gì ạ Chúng ta hỏi chúng ta mua thôi à, Mua thôi đang đang có vị thế thì mua thôi bởi vì khi đó là gì ạ Tín hiệu kỹ thuật đó nó xác nhận rằng là cổ phiếu đất xanh bắt đầu đi vào sự hồi phục Ở đây ghét sau khi đặt target xong thì nó rũ tương đối mạnh Tuần này thì như vậy là nó rũ xanh rồi các anh chị Rũ xanh Mất vùng 20 là thôi Chào tạm biệt Thân ái đúng không như vậy là tuần tới khả năng sẽ có ở vùng 14 và thậm chí thủng vùng 14 thì nhịp này không biết là DXS nó sẽ đạp về đâu. Nhưng cứ thủng vùng 14 thì khi đó chúng ta tính tiếp còn nếu tích lũy được tạm vùng 14 thì thì đấy là vẫn đang là những cái tín hiệu mà uh, khá khẩm tốt hơn đúng không? SCR, SCR ở đây tuần này uh, chúng ta có chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là 8.6 đến vùng 9 ở đây các anh chị, 8.6 vùng 9 ở đây, đây là vùng hỗ trợ và ở tuần tới thì khả năng nó sẽ là cũng sẽ có thêm cái sự tích lũy quanh đây. Uh, LdG ở đây, <laughs> LdG ở đây các anh chị ở vùng uh, tuần tới, uh, tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở vùng 7.5 đến vùng 8 Lực cầu thì nó đang khá là thấp, tức là sau một cái giai đoạn ở đây cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta có thể đánh giá rằng là uh, dòng tiền tạo lập đã bắt đầu có gì, uh, có cái sự tham gia với cổ phiếu này. Và sau đó thì một cái giai đoạn là nó bắt đầu gì, uh, nó bắt đầu đi đi vào cái sự suy giảm và sau cái sự suy giảm này thì chúng ta sẽ kỳ vọng diện lực cầu nó sẽ bắt đầu à, tốt lên ở đây ở đây như vậy thôi các anh chị sau một cái nhịp này nó đạp này nó chạm vào đây thì đây đây là rũ hết sạch rồi đấy đó và và hoàn toàn có thể kỳ vọng là gì ạ bắt đầu từ đây thì uh, nó sẽ bắt đầu đi xây nền uh, xây nền thành công và nó có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta lại bắt đầu gì ạ chúng ta mua uh, nhào vô ở đây uh, mc em C2 C2 xem nào, C2 thì cũng hơi đuối nhỉ, hơi tiếc cái vụ này. Thực ra con C2 là nó có thể là nó cũng gặp thị trường nó xấu, nó yếu thì nó không trụ được thôi. Nhưng mà nếu như C2 mà trụ được ở quanh vùng 21 21.5 ở đây thì nó cực kỳ đẹp, nhưng mà nó rơi xuống thế này thì nó hơi hơi đuối. À, rồi, nhưng mà sau cái sự đuối này thì đành phải chấp nhận thôi. Chúng ta không tạo lập được thị trường, chúng ta không tạo lập được cổ phiếu nên chúng ta phải nương theo và như vậy thì tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm chỉnh lại quanh vùng 18.5 đấy các anh chị đó và nó sẽ tích lũy ổn định ở đây ở vùng 18 18.5 đây và chờ thêm cái lực cầu để bắt trở lại cổ phiếu và cổ phiếu tín hiệu phục hồi thì đó chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta gom thêm để làm gì để chúng ta chém cá thôi đó, chém cá tiến thớt chúng ta có bao nhiêu cổ phần thì chúng ta sẽ mua vào khoảng 50 phần số chúng ta đang nắm để chúng ta chờ đợi những cơ hội tốt hơn để chúng ta đảo hàng ra ở trong tuần vừa qua thì Uh, NBB cũng tương đối là đẹp ấy Mặc dù thị trường khá là xấu nhưng mà cổ phiếu này trụ được như này là rất là đẹp uh, Nó đã test lại ở đây là vùng 18.5 Duy nhất chỉ có một cây nến thôi Cây nến ngày hôm 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 thứ tư Nó tụt xuống dưới 18.5 nhưng Sau đó viên ngày thứ năm thì nó đã lấy lại được Phiên ngày hôm nay rút chân lên Cũng tương đối là ổn định Dòng tiền thì bắt cũng tạm, tạm khá Như vậy thì uh, kỳ vọng ở đây đó là gì uh, tuần tới thì nó sẽ test trả lại ở khoảng quanh 19 À, sau đó thì từ 19 à, chúng ta có những cái gì à, tính toán thêm, toàn tính thêm trong cái nhịp này và chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng đánh lại vùng 22, 23, 24 đây. À, bộ các mã cổ phiếu về đầu tư công liên quan đầu tư công, thì à, đối với FCN như vậy là trong cái nhịp mà phân tích à, cũ ở đây thì nó chỉ mới đạt được đến cái target get mark ở 17 thôi và như vậy là cái điểm test cung kỹ thuật của FCN trong tuần vừa qua ở vùng 16 nó bị thất bại vùng 16 mình nó bị thất bại ấy, thì khi đó là cái gì khi đó là nó sẽ đi về tiếp theo đó là vùng bao nhiêu 14.3 và 14.3 cũng bị bẻ thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về 13 và phiên ngày hôm nay có một cái sự phục hồi vậy thì sau cái sự phục hồi này thì thì sao thì chúng ta sẽ có thêm uh, những cái cây nến dập dìu ở quanh vùng 13, 13.5 Chúng ta đánh giá cái khả năng tích lũy tạo nền của nó ở đây VCG cũng bị đạp rất là mạnh ở trong tuần vừa qua <laughs> Phiên uh, giao dịch của ngày thứ ba khá là tốt sau một cây nền rút chân lên thì nó đang công lại được vùng 26 cộng tuy nhiên là gì sau đó thì nó bị mất đà và nó bị ăn ba cây xả ba cây xả rất là mạnh ở trong ba phiên giao dịch liên tiếp nhau và đến đây thì gần như là tất cả những cái tài khoản mà hoảng hốt mà hút phải ở đây thì đến đây là là coi như thở hổn hển nó coi như đẩy đá hết rồi thì lại ở đây các anh chị nhìn thấy đây tức là chúng ta có vùng 21 đây tạm xem là vùng hỗ trợ ngắn hạn đó vậy thì tại vùng này cổ phiếu khả năng cao thì nó sẽ dập dìu dập dìu thêm một vài phiên nữa đây và kỳ vọng là nó sẽ có những cái nhịp long lên rồi ok long thì bao giờ nó cũng như vậy thôi nó long nó sọt đây đó nó xây ở cái nhịp này sau đó thì có thêm cái tín hiệu kỹ thuật giai đoạn hiện tại thì cái dòng tiền bắt của cổ phiếu này uh, tương đối là ổn tương đối là ổn các anh chị uh, nó trung bình nó đạt khoảng tầm độ 12 triệu cổ phiếu trên một phiên Chứng tỏ rằng là cái dòng tiền nó rất là lớn ở đây và chúng ta sẽ lưu tâm đến cái câu chuyện này C4G Vẫn chưa vừa thoát được vùng 15 Trong tuần thì nó cũng đổ theo thị trường và C4G cũng đã đổ rất là mạnh Nó mất 13.3, sau đó nó mất tiếp vùng 12.6 và Nó đang về ở vùng 11.4 Như vậy ở vùng 11.4 này thì nó chưa, chưa bật mạnh ngay được đâu Nó có rút chân lên nhưng mà khả năng thì nó vẫn cái gì ạ Vẫn có những cái nhịp long lên sọt xuống ở đây Ờ, sẽ đánh giá thêm à, ờ, sẽ đánh giá thêm ở đấy Ờ, và cái khả năng ở vùng 9.3 xem nào Vùng 9.3 thì chưa, chưa có đánh giá Nhưng mà nếu như trong trường hợp Ờ, uh, mà CNCO4 mà bị mất vùng 11.4 Thì vẫn phải tính toán thêm ở vùng 10.5 Đến khoảng vùng 10.8 Đó là những cái hỗ trợ kỹ thuật ngắn Ngắn hạn bởi vì là đây là một cây nền rút chân lên nhưng mà cái điểm rút chân này thì cũng đánh giá chưa thuyết phục nó phải thuyết phục khi mà những cái phiên giao dịch tiếp theo nó vẫn trụ lại được ở những cái vùng 114 ở đây 114 11 năm và thậm chí là nó có những cây nến xanh hút lên uh, lại ở trên khoảng vùng 126 thì đấy mới là cái sự phục hồi thuyết phục đó chúng ta lưu ý thêm uh, TDH thì cũng không có gì cả vùng 4.7 vùng 5 vẫn là vùng tích lũy à, uh, DRH thì như vậy là đến đây là DRH cũng đã rũ sạch rồi các anh chị này rũ sạch rồi như vậy là ở đây có biên 7 đến 3 À, uh, ngắn hạn thì tạm thời như vậy đây các anh chị 7 đến 7.3 và như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ uh, cổ phiếu này sẽ tiếp tục tích lũy đây và chờ đợi cái xu hướng dòng tiền tốt lên của cả thị trường uh, cổ phiếu HDG HDG thì <laughs> ở đây này trong tuần vừa qua là, là nó phá vỡ cái điểm 43.5 và sau đó thì nó bị sọt xuống ở phiên ngày hôm nay thì có lực sọc khá là mạnh nhưng nó có một cái nến rút chân lên ở đây khá là tích cực. Và đây là cây nến rất quan trọng khi nó rút chân lên ở được ở vùng 39.5. năm nhìn chung về mặt ý đồ, về mặt ý đồ thì tuần tới nó vẫn còn, nó vẫn còn có những cái điểm quay trở lại vùng 39.5. Đó, và nó quay lại về đó rồi, xong đó thì nó sẽ có những cái điểm long lên sọt xuống ở đây để nó kiểm tra cái 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 cái, cái gọi là thử tải ở cái vùng này ở trong trường hợp vùng 39.5 mà nó không không chịu được tải thì nó phải uh, có ở vùng 36.5. Đó là cái vùng chịu tải thứ hai. Thì tùy tùy tình thiên hướng của thị trường cũng như thiên hướng của cổ phiếu này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm những cái kịch bản tiếp theo. Uh, đối với mã cổ phiếu HDC. <laughs> đó thì uh, nhìn chung là trong tuần thì HDC cũng giữ khá là tốt. Kết tuần thì nó đã lấy lại được vùng 40, mặc dù trong phiên đó trong tuần thì nó đã có những thời điểm gì ạ? Ờ uh, chỉnh giảm lại à, khá là xít về ở quanh vùng hỗ trợ 35 thì lăm à, thì với cái thiên hướng của hdg tức là cái lực bắt à, hdc nó cả nhà hdc đã bắt à, hai phiên này tương đối là tốt đấy. lực cầu bắt như này là theo quan điểm của vùng là tạm ổn và đây cũng là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể hiện. kỳ vọng là à, vùng này thì chúng ta sẽ có một cái sóng hồi kỹ thuật của nó ở đây ok anh chị bắt được Đường MACD bắt đầu có tín hiệu thu ở đây rồi và rất có thể là đường MACD sẽ chuyển xanh ở trong tuần tới đối với mã cổ phiếu HDC. Ờ, rồi Nam Long NLG sẽ view hết các cái mã này cho các anh chị để chúng ta nắm được thì trong tuần vừa qua Nam Long bị phá vỡ vùng 34 thì nó sẽ đi về vùng 30 và cái vùng 30 ở đây hiện tại thì nó cũng đang khá là mong manh à, tại sao nó nói mong manh bởi vì là các anh chị cứ nhìn thấy đây đường mát nó đang cắm cắm đầu như thế này thì nó sẽ sẽ rất khó để tăng điểm. Nó ít nhất là gì ạ? Ít nhất là đường mát nó phải thu hồi về và nó bắt đầu chuyển uh, chuyển thành một cái pha xanh. Đó như thế này thì lúc đó thì nó gióng lên, chúng ta gióng lên ở đây thì như vậy mới kỳ vọng được một cái diện Một cái trang kỹ thuật uh, tăng của cổ phiếu. Còn bây giờ nó đang cắm này, nó đang cắm miết. Đó và chưa nhìn thấy một cái mức độ phục hồi thì như vậy là cái vùng 30 này rất là mong manh. Trong trường hợp nếu như bị thủng vùng 30 thì uh, Nam Long nó sẽ đi về vùng 25.5 các anh chị lưu ý. Uh, khang Điền ở trong thời điểm hiện tại cũng như vậy, các anh chị nhìn đến đây, <laughs> bơi ngược xu hướng đúng không các anh chị? đó. thì cái chữ bơi ngược xu hướng này lùng đã có viết ở trong cái bản tin tuần rồi. đó. đây là đang đang hiện uh, xu hướng của đường mát đang cắm đầu như thế này thì cổ phiếu nó sẽ diện nó sẽ rất khó để mà tăng điểm và nếu chúng ta bơi thì chúng ta đang bơi ngược xu hướng và khi chúng ta bơi ngược xu hướng thì cái gì chúng ta sẽ rất là mất sức và mất tiền bạc mất đủ các thứ. đó. Thì đối với KDH tuần tới thì cái vùng 26.5 là chắc chắn thôi, không có gì phải bàn cãi cả. Nó sẽ quay trở lại nó test ở đây. À, trong trường hợp mà bị bị thủng, bị thủng thì như vậy là chúng ta lại phải tính toán ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24, đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, các anh chị lưu ý. À, nhìn chung thì nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng, đầu tư công thì nó cũng đang khá là yếu, khá là yếu trong tuần vừa qua. Và chúng ta sẽ phải cần thêm cái tín hiệu giao dịch của phiên ngày thứ hai để chúng ta đánh giá thêm cái mức độ hỗ trợ của nhóm ngành này. này. <laughs> Rồi, OK, anh chị bây giờ Hùng sẽ đi phân tích cho anh chị nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán để chúng ta uh, view lại ở hai nhóm ngành này. thì hiện tại cái hiện trạng của nó đang như thế nào, tốt hay xấu và uh, vùng nào là vùng hỗ trợ, vùng nào là vùng mà chúng ta có thể kỳ vọng rằng về đến đó thì uh, nhóm ngành này nó sẽ ngừng rơi, nó sẽ đi xây nền, tạo đáy, vân 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 bây giờ bây giờ chúng ta sẽ đi vào mã cổ phiếu Vietcombank thì đối với Vietcombank ở đây nhìn chung là cái mã cổ phiếu này gì làm nó mang cái tính chất gọi là tạo lập để nó đánh long phải sinh là nhiều còn cái cái câu chuyện là đầu tư thì nó nó tất nhiên là nó cũng tốt thôi nhưng mà không có vấn đề gì cả còn loanh quanh nếu như anh chị em lướt lát được thì cũng được bởi vì cái cổ phiếu này nó cũng đánh khá là hay đó và 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 nếu như chúng ta bắt nhịp được thì nó cũng khá là dễ đánh khá là dễ đánh thì đây này cái nhịp này các anh chị nếu như các anh chị mà xem những cái phân tích cùng lên tại vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 71 đến vùng 71.5 đánh một nhịp và chúng ta cũng đưa lên được target là vùng gì ạ vùng 85 đó thì chúng ta cũng ăn được một nhịp khá khá và sau đó nó chỉnh cung thời điểm hiện tại thì nó chỉnh về vùng 74 và sau đó thì nó sẽ có thể là tuần tới nó sẽ đi về quanh vùng 72 cái gì? 72 72 rồi xong đó có thể có trong phiên nó xuất hiện những cây ví dụ nó nhún về 71 71.5 và sau đó nó rút chân lên thì đấy là câu chuyện rất bình thường mà chúng ta sẽ tập trung để đánh giá quan sát cái xu hướng của về có ở quanh vùng 72 Ok à, MBB MBB đây rồi MBB đây rồi mất vùng 21 thì nó sẽ đi tiếp về vùng 20 20.4 Hôm nay nó đóng đúng 20 nhưng về mặt lý thuyết là hôm nay nó còn nhún nhún một phát nữa này. 19 2. Như vậy thì uh, khả năng là chưa ổn lắm đâu. Nó vẫn còn có những cái điểm trả cung test lại nền ít nhất là phải quanh vùng 19 .5. Đấy gọi là sơ sơ thì còn phải 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 phải, phải thăm lại cái vùng 19 5 5 này đã. Đó, rồi muốn đi đâu thì đi chứ chưa, chưa thể chưa thể vội vàng đi như này được đâu. Đường mát thì nó vẫn đang cắm đầu nhưng bắt đầu đến 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 đến, đến tầm này này, các anh chị đã bắt đầu nhìn thấy gì ạ? Đó, bao giờ như vậy thôi, nó cắm đầu này, rồi bắt đầu nó sẽ đi nó sẽ đi ngang. Rồi bắt đầu nó phải đi lên, đó. Vậy thì cái giai đoạn đi ngang là giai đoạn mà cổ phiếu ngừng rơi, xây đáy tạo nền, bắt đầu ngóc đầu đi lên thì đấy là nó báo hiệu một cái xu hướng cổ phiếu bắt đầu tăng trưởng và chúng ta bắt đầu thu gom. Đó đang cầm thì bắt đầu chém cá ví dụ như vậy thôi đơn giản như vậy thôi chúng ta không cần quá nhiều cái cái chỉ báo kỹ thuật làm cái gì cho nó phức tạp ra đây của cổ phiếu bit này cũng như vậy thôi đấy các anh chị nhìn thấy là bắt đầu từ cái điểm này đúng không là đường gì đường mac bắt đầu chuyển 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 đỏ thì đường mac bắt đầu chuyển đỏ là gì tức là nó báo hiệu một cái xu hướng đó, về cổ phiếu bắt đầu xấu đi còn đến giai đoạn này bắt đầu đường mac bắt đầu gì đi ngang nó bắt đầu cho thấy rằng cổ phiếu bắt đầu tích lũy thế thôi đó và trong tuần vừa qua thì Bit đã có cái sự tích lũy rất thành công ở quanh vùng 32.5. Tuần tới không biết là có có giá 33 hay không. Khả năng là cũng có thể có. Đó và nó tả uh, nó xây xây test trả lại nhẹ nhàng ở đây, sau đó thì giờ dạ, chúng ta sẽ kỳ vọng gì một cái sự phục hồi. Và Bit ở đây các anh chị lưu ý, chúng ta bắt đầu bắt được rồi tuần tới. Ok. Uh, CTG công thương Công thương cũng như vậy, công thương ở đây thì như vậy là rũ hết sạch các anh chị này. nó mất vùng 25 thì nó sẽ đi về vùng 24, 24. Và phiên ngày hôm nay thì chia xoắn luôn. Đó, rũ hết rồi. Như vậy là công thương đã rũ sạch sẽ toàn bộ cái sự nỗ lực cố gắng của nó ở trong nhịp đánh này. Nó rũ hết rồi và ở đây nó sẽ bắt đầu có một cái sự phục hồi. Và tuần tới khả năng nó sẽ có những cái sự test trả lại cung ở quanh vùng 23 đây các anh chị và À, lực cầu bắt đầu ổn định đó nó kéo bắt đầu ổn định trước mắt đó, thì nó sẽ cần khoảng tầm độ 6 7 triệu cổ phiếu trên một phiên ở đây rồi sau đó nó dâng dâng dần lên thì như vậy là tốt nè đó anh chị nè ổn rồi à, cổ phiếu TB như vậy cũng khá là tốt trong tuần vừa qua và tuần trước thì nó vẫn giữ được vùng 247 ở đây và trong tuần nó có nhún về vùng 24 đó thì cầu bắt đầu uh, dập dìu quay trở lại như vậy là gì ở đây nó cũng uh, đấy đường đường mát chuẩn bị chuyển xanh chắc chắn là sang tuần thì đường mát của con này sẽ là xanh đó thì như vậy là nó gì ạ nó báo hiệu một cái sự phục hồi nho uh, nhỏ nhẹ nhàng ở đây và kỳ vọng rằng là, là nó sẽ tích lũy ổn định hơn các anh chị có thể thu gom thêm và khi tăng mạnh thì có thể cân thêm mạnh mẽ tết thì hiện tại đang hơi yếu uh, đuối các anh chị phiên ngày hôm nay nó vẫn tiếp tục bị mất vùng 33.3 Chính vậy nên là có thể là nó sẽ về vùng 31.5 đến khoảng vùng 32 à, Sau đó thì nó sẽ long lên sọt xuống ở đây Nó theo thị trường thôi và chúng ta sẽ chờ đợi thêm à, STB ở trong phiên ngày hôm nay cũng giao dịch được 16 triệu cổ phiếu Như vậy là tương đối là tốt rồi à, Đường MACD đã bắt đầu có cái sự thu hẹp lại Như vậy là gì? Cổ phiếu bắt đầu tín hiệu xây nền tạo đáy À, về mặt hỗ trợ thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây đó là gì biên tóm lại ở đây là biên mười chín đến mười tám đến biên mười chín đây là những cái hỗ trợ khá là tốt và sau một cái lực long sau một cây nến đỏ này thì chúng ta nhìn thấy hai cây nến xanh nó lấp lại cây nến đỏ thì trong phiên ngày hôm nay cây nến xanh này đã lấp hết lại cây nến đỏ của phiên ngày hôm qua như vậy là cực kỳ tích cực nó à, khỏe khoắn thì phiên ngày thứ hai à, nhún lại ở quanh vùng 20 sau đó long lại ở đây đó, ổn định và xuất hiện một cái cây nến xanh uh, cường lực nó long vượt thủng vùng 21 thì đấy là thời điểm anh em ta nhào vô nhào vô ta đó thế thôi uh, liên phong uh, nhìn thôi liên việt vô banh thì liên việt vô banh cũng như vậy <laughs> nó bắt đầu hạ những cái độ cao ở đây và như vậy là tín hiệu trong tuần vừa qua thì nó đã không cho tín hiệu long để nó gì ạ nó long vừa thoát vùng 14.3 và tín hiệu nó tiếp tục cho cái tín hiệu đó là gì nó bị mất vùng hỗ trợ ở đây là vùng 13.7 thì sẽ xuống 13 13 mất thì sẽ ở đây thôi Ok 12 12 12 đến vùng 12.3 như vậy ngắn hạn cái nến này cũng là một cái nến mà nó có cái giá trị cốt lõi rất là quan trọng đây các anh chị đó <laughs> những cái giá trị cốt lõi rất quan trọng đây như vậy tuần tới khả năng vẫn còn những nhịp gì ạ nhịp tả lại cung nó đẹp đẹp ở khoảng quanh vùng 12 năm 12 năm nó dập dìu ở đây rồi sau đó thì mới mới có thể gì mới có thể bứt phát được SHB <laughs> SHB ở đây mất 13 và nó về lại vùng 12 12 3 ba. À, như vậy thì đây sẽ là hỗ trợ ngắn và chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của SHB ở quanh vùng này đây là hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ như vậy là vùng 12 12 3 là hỗ trợ rất là mạnh của phiếu SHB rồi <laughs> xem nào này uh, BBB thì vẫn uh, gì nhỉ vẫn tích lũy miệt mài rất may là chưa bị phá mạnh ở cái mốc 12 hôm nay 119 rút chân lên như vậy tuần tới thì khả năng vẫn có thể có những cái thời điểm mà nó sẽ công lại được ở khoảng quanh vùng 12 121 sẽ đánh giá thêm nhưng là cũng chưa ổn áp lắm như vậy là nhóm ngành banh ở thời điểm hiện tại là đã chạm về những vùng hỗ trợ rất mạnh và với tín hiệu kỹ thuật của phiên ngày hôm nay, phiên ngày thứ sáu thì có thể kỳ vọng tuần tới ở nhóm banh của chúng ta sẽ có thêm nhiều cái thiên hướng, nhiều cái định lượng tốt hơn, tối ưu hơn và chúng ta chú ý những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, vùng đã phân tích, chú ý những cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ nó lực cầu ăn mạnh, lo mạnh và nó vượt thoát được những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật ở mốc kháng cự kỹ thuật ngắn thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị có thể thu gom thêm để chúng ta tận dụng các cái nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn để chúng ta chém cá chúng ta đào hàng và chúng ta giảm bớt được cái giá vốn à, đối với đối với VCI ở đây các anh chị lưu ý này đối với VCI ở đây à, chúng ta đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán thì à, đối với VCI à, khi nó bị mất vùng 31.5 thì không có lý do gì cả 27 28 27 đến vùng 28.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu VCI à, nhìn về kỹ thuật thì tuần tới đây sau khi mà nó có những cái điểm mà nó kéo lên á, thì có thể là nó sẽ quay trở lại ít nhất là vùng 28 28.5 tuần tới và chờ đợi đánh giá thêm cái xu hướng thiên hướng kỹ thuật của VCI ở quanh vùng này SHS nhìn chung ở trong tuần vừa qua là nó không bị phá vỡ nhiều đúng không ạ Nó vẫn giữ lại được ở vùng 10 đến vùng 10.5 và như mà nói ở đây thì chúng ta sẽ kỳ vọng đường mát sẽ có những cái tín hiệu đảo chiều ở đây và cái lực cầu nó bắt long trở lại đó, Nó bắt khoảng tầm lộ 15 triệu phiên ngày hôm nay bắt được khoảng tầm 11 triệu rưỡi là cũng tương đối ok rồi Đó và nó có xuất hiện những cây nến cường lực ở đây Thì các tài khoản cầm chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt thêm uh, MVND 17.5 đến 18 Sau đó thì nó sẽ hạ độ cao xuống ở vùng 16.5 Ngày hôm nay có rút chân lên Thì điểm rút chân này cũng là khá là đẹp thì tuần tới nó cũng sẽ có những cái điểm gì ạ những điểm test trả lại cung và chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật để đường mã cd chuyển hướng ờ, và lực cầu ví dụ như lực cầu mà ăn vượt thoát đây ví dụ một có một cây nến xuất hiện như thế này thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ mua full được đó ví dụ như nền xanh nó đè đè lên đây ví dụ thế <laughs> hoặc là ví dụ như nó vượt thoát được vùng 18 thì chúng ta sẽ mua thêm được một ít này rồi vượt thoát vùng 18.5 chúng ta mua tiếp và ví dụ vượt thoát vùng 19.5 ví dụ như vậy đây 19.5 đi đó thì khi đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua tiếp, đấy tức là khi cổ phiếu mà nó xác nhận được cái xu hướng tăng giá rồi thì chúng ta có thể chúng ta mua thêm uh, cổ phiếu FTS ngày hôm nay kịch trần, đó ngày hôm nay thì nó cũng đã lấp lại hết được cái cây sàn hôm qua như vậy khá là đẹp <laughs> trên thiên đường cái thuật là đẹp lực cầu bắt một triệu tư ổn uh, như vậy thì nó khỏe khỏe thì tuần tới các anh chị lưu ý là nếu như mà nó khỏe thì nó chỉ thế này thôi nó chỉ đạp là lại quanh vùng 30.3. Đó, 30.3. Đó tầm tầm đấy thôi. Như vậy là vùng 30.3 chúng ta sẽ xác định lại là cái vùng 30.3 sẽ trở thành gì ạ? Cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của cổ phiếu FSS để có thể kỳ vọng phục hồi từ đây. À cổ phiếu HCM. <laughs> HCM thì nhìn chung là cũng giữ giá khá là tốt, mặc dù thị trường khủng hoảng nhưng mà nó giữ giá khá là tốt đây À, đó là biên 24 24.5 phiên ngày hôm nay thì có nhún về vùng 23 nhưng rút chân lên à, Tuy nhiên là cây nền rút chân này thì nó cũng nó cũng thể hiện được một phần thôi tuần tới thì nó có sẽ có thiên hướng kiểm tra lại ở quanh vùng 24 SSI <laughs> như vậy là SSI trong tuần vừa qua đồng tích lũy khá là tốt 19.5 đến khoảng vùng 20 phiên ngày hôm nay có nhún về vùng 18.5 nhưng rút chân lên điểm dưới chân này thì cũng khá là ổn và gần như thì SSI nó cũng xả hết cái nhịp tăng này rồi đó chính vì xả tăng hết cái nhịp này rồi nên nó sẽ bắt đầu diện nó bắt đầu hình thành cái đường sập dìu dập dìu dập dìu ở đây đó và chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu của đường má CD đó khi đường má CD mà nó xanh lại như vậy là nó, nó, cho thấy rằng là cái thiên hướng của cổ phiếu nó đang tích lũy khá là thành công tại một cái biên biên độ nào đó ví dụ như là ví dụ HCM ở đây thì chúng ta để đánh giá ở biên độ 18 59 đến khoảng vùng giá 20. đấy là những cái biên độ mà hcm có thể tích lũy à, cổ phiếu mbs à, khá là tốt mbs thì được giữ giá cực kỳ tốt luôn trong tuần vừa qua rất là khủng hoảng nhưng mbs vẫn giữ à, được vùng 16 và phiên ngày hôm nay à, lực cầu bắt đầu được gì ạ? đã bắt đầu được bơm dần lên Đó, lực cầu bắt đầu được bơm dần lên rồi như vậy là tốt rồi tay to quẩy rồi các anh chị đó thì bản thân nó như vậy thôi trong một cái nhịp à, sóng lên đây các anh chị nhìn thấy đây Ờ, đường mát nó bắt đầu chuyển hướng đây từ đây lên đến đây xanh ngút màn luôn và từ đây uh, đi đến đây thì đỏ chèn chẹt luôn và bắt đầu chuẩn bị nó xanh này nó chuẩn bị xanh này đó tuần tới nó xanh thôi các anh chị tín hiệu này thì tuần tới là xanh này chắc rồi và nó xanh với lực cầu bát thế này thì thiên hướng cổ phiếu nó chỉ có tăng điểm thôi chứ làm sao nó giảm được nữa đó Uh, CTS cũng như vậy CTS cũng bắt đầu có cái sự phục hồi và đường mát thì nó chưa thực sự là đẹp như đường đường của em kia đâu Nhưng mà nó đã bắt đầu có sự chậm lại của cái cái sự đà giảm giá ở uh, phía ngày hôm nay nó có công lại được ở vùng 16 cộng Tuy nhiên là lực công này thì cũng cũng có vẻ nó đang hơi hơi đuối Hơi đuối uh, Lực công này hơi đuối Chính vì vậy nên là tuần tới thì là vùng 16 thì là chắc chắn rồi cái câu chuyện là test lại vùng 16 thì không có gì phải bàn cãi cả đấy là quy luật còn có chăng ấy thì có về lại ở vùng 14 14 7 đến khoảng vùng 15 2 hay không thì chúng ta lại đánh giá thêm nhưng cái vùng 16 thì nó sẽ quay trở lại test cung trả nền và cũng chờ đợi thêm các tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá một cái sự phục hồi mới của cổ phiếu CTS ở đây ở BSI ố oh, tuần vừa qua đẹp chứ đánh tương bừng nhỉ đó thì BSD ở đây các anh chị <laughs> khi mà BSD có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là tốt ở đây đúng không đó thì tuần vừa qua này nó tiếp tục nó gì nó test lại ở quanh vùng 28 và ở đây lưu ý ở đây nó có kháng cự của BSD ở đây và đường mát đây đường mát chuyển xanh ok đó đường mát chuyển xanh cái là các anh chị nhìn thấy không ạ cổ phiếu nó chỉ thế nó cứ phi phi thôi à, thì tuần tới BSI nó có một cái tín hiệu kỹ thuật khá là quan trọng ở đây đó, lực cầu khá là ổn, triệu 2 rồi. À, nó phải đánh vượt thoát được. À, trong trường hợp nếu như BSI mà đánh vượt thủng vùng 32.5 thì thôi. Đấy, là là xong, là cực kỳ đẹp. Như vậy là BSI à, là một có thể là bước vào một cái giai đoạn có thể tính toán ở một cái giai đoạn là siêu cổ phiếu ở bên này. Rồi nó đã break kênh, break kênh với lực cầu tốt và thiên hướng tốt. À, và nó lại có một cái đặc điểm nữa. Một đặc điểm để chúng ta nhận dạng về 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 cái yếu tố tạo lập đấy các anh chị. Đó là cái đoạn này cái thằng 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 tay to nó bắt đầu nó gom này và cái đoạn này là gì ạ? nhỏ lẻ bắt đầu chết này và khi mà nhỏ lẻ bắt đầu có như là chán nản thì thằng tay to nó bắt đầu nó gom này nó gom mà nó đẩy giá này đó và bắt đầu nó đẩy này và có thể tuần tới nó ở BSD nó sẽ có những cái phiên giao dịch khoảng tầm 2 đến 3 triệu cổ phiếu thì đấy là cái gì ạ? đấy là cái lực đánh của tay to bởi vì người ta bắt rất gần như bắt chẹt hết rồi ở các ông nhỏ lẻ đua theo ở vùng này là bắt đầu về đến vùng này là các ông ông ngao hết hàng rồi nô nói hết rồi <laughs> à, BBS ở đây chúng ta có vùng một đợt kỹ thuật 18 và phiên ngày hôm nay có rút chân lên tuy nhiên điểm rút chân này thì cũng chưa thực sự là thuyết phục lắm đâu Đó, đường mát thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm và những cái tín hiệu chuyển pha ở đây còn à, tín hiệu về giá như vậy là cũng tương đối ổn tương đối ổn thôi à, tuần tới khả năng sẽ có quanh vùng 18 và từ vùng 8 này chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng thiên hướng phục hồi của cổ phiếu BSD đi à, BBS xin lỗi cả nhà à, AGR <laughs> AGR ở đây đó, sau khi đạt được target này cái target này là chúng ta đã đạt được rồi này thành công rồi này à, không có gì phải phải bàn cãi cả đúng không cái nhịp mà chúng ta bắt ở bên này và chúng ta đưa được target 13.6 đến vùng 14 là coi như là ok rồi thế thì sau cái nhịp này thì nó chỉnh nó chỉnh thì bây giờ nó vẫn đang hạ độ cao các anh chị độ cao nó vẫn đang hạ và đây là một cái giai đoạn xáo trộn của cổ phiếu AGR tiếp theo À, lực cầu cực kỳ thấp luôn. Đó, các anh chị nhìn thấy lực cầu đang cực kỳ thấp luôn. Và chính vì trong một cái giai đoạn chỉnh giảm mà lực cầu cực kỳ thấp như vậy. Đấy là một cái yếu tố kỹ thuật rất là tốt. Đúng không ạ? Về quan điểm kỹ thuật cũng như vậy. Và về đây rồi, rũ hết sạch rồi thì bắt đầu gì ạ? Bắt đầu tay to nó lại bắt đầu nó gom. Nhỏ lẻ bắt đầu ói nôn hết rồi. Thì nó sẽ có những nhịp lo sọt ở đây. Và biên 9.2, biên 9.5 sẽ là cái biên mục tiêu mà chúng ta lại tiếp tục ngắm thêm thu gom ở cái vị thế ở đây. Nếu như chúng ta đang cầm. ok <laughs> mvx vxx ở đây là cũng gần như là như vậy nhịp vx và nhịp agr chúng ta đánh rất thành công đánh từ vùng 8 mà lên đến vùng 14 như vậy là cũng là cực kỳ là ngon lành rồi và bắt đầu nó chỉnh chỉnh và đến thời điểm này vẫn đang chỉnh vậy thì về đến đây rồi vùng 9 đến vùng 9.3 thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái đánh giá sơ bộ đó chúng ta bắt đầu có những cái đánh giá sơ bộ về đường ACD về tín hiệu kỹ thuật ở đây và về đến vùng này thì cũng là gì ạ vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là ok rồi một cây nền rút chân đi lên và khả năng nó sẽ vẫn có những cái điểm quanh 9 3 nó sẽ dập dìu ở quanh vùng 9 đến 9 3 trước khi mà nó có một cái gọi gì ạ à, có một cái sự bứt phá bứt tốc nào đó để giúp cho Hùng Lê nhận diện à, cái thiên hướng kỹ thuật của nó là tốt lên ok <laughs> APG về đến tận cùng rồi hỗ trợ rồi vùng 6 6.1 ở phía ngày nay có nhún ngái nhưng mà gì ạ? nó rút chân lên và đây cũng là một cái giai đoạn gì thanh khoản nó đang ở mức rất là thấp như vậy là tốt và kỳ vọng gì kỳ vọng là sau một cái giai đoạn này nó sẽ bắt đầu bơm bơm dần lên ăn dần lên và cái lực đánh của tay to nó lại bắt đầu vào thì như vậy là APG sẽ bắt đầu có một sự phục hồi đây và tín hiệu đường mà AZD phải có cái gì phải có sự chuyển 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 mình đó phải có sự chuyển mình và đến cái giai đoạn này nó bắt đầu có cái sự chuyển mình như này đó ở ORS đến thời điểm này thì hơi xấu anh chị mất vùng 12.3 Và hiện tại nó vẫn chưa công lại được vùng 12.3 Thì vẫn là xấu Như vậy tuần tới thì ORS sẽ có ở quanh vùng 11 Chúng ta sẽ đánh giá thêm Uh, TCI TCI như vậy là nhịp cũ là chúng ta đánh giá được lên được vùng 11 năm đến vùng 12 và bây giờ nó nhả cung. Uh, hôm nay có một cây nến rút chân, có một cây nến rút chân. Uh, tuy nhiên thì lực rút cũng chưa thực sự là thuyết phục lắm nên là khả năng tuần tới nó sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 8.7 hoặc là vùng 8.4 Đó nó sẽ có những nhịp lừng khừng nó trả cung cầu đây trước khi mà ạ trước khi mà nó có cái sự phục hồi đây. Chúng ta đánh giá thêm. ok như vậy là nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại ở đây và nhóm ngành chứng khoán thì nó cũng đang có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối tốt tương đối là ok các anh chị đúng không ạ để chúng ta có có cái sự kỳ vọng ở tuần tới nó có cái sự bứt phá nó có cái sự phục hồi và đối với các cái danh mục các mã cổ phiếu hùng sẽ dừng lại ở đây tất cả các cái mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Thì cũng sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi của anh chị Và hiện tại thì bé nhà Hồng Lê đang bị ở Đang đang bị viện, đang đang phải đi viện Nên là không không biết là tuần này thì Hùng có dành thời gian để mà Trả lời sớm các câu hỏi của anh chị được đâu được không? Bởi vì tối ngày hôm nay thì Hùng cũng đã rất là cố gắng để có thể quay trở về và làm cái bản tin tuần này để gửi đến tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư bởi vì sao bởi vì trong một cái tuần vừa qua là một tuần rất là biến động và hùng lê biết rằng là cái tâm lý của anh em nó rất là hoang mang thì một số các anh chị em có đề xuất với hùng là nên một ngày nên làm một bản tin ngắn khoảng tầm 10 đến 15 phút thì trên cái bản tin ngắn đó thì nhờ hùng lê sẽ đi phân tích bộ ba tham số chung của thị trường chỉ số vn index chỉ số vn30 và chỉ số phá sinh để cho mọi người nắm được cái tình hình là như vậy thì thị trường kết thúc phiên ngày hôm nay như vậy nó sẽ là xấu hay là tốt nếu xấu thì nó có thể nó sẽ đi về đâu và nếu tốt thì nó có thể công được những cái kháng cự nào thì đấy cũng là một cái ý kiến đề xuất rất là quan trọng và sắp tới thì ngoài cái kênh chứng khoán chiến binh trên từng có sóng này thì hùng lê sẽ ra cái kênh chứng khoán thứ hai đó là hùng sẽ lấy luôn là hùng lê chứng khoán và trên cái kênh đó thì chỉ có phân tích những cái bản tin ngắn thôi tức là ngẫu hứng khi nào là phân tích khi đó đó còn bản tin tuần thì chúng ta vẫn để ở trên kênh này còn những cái bản tin ngẫu hứng những cái bản tin mà mang tính chất thời sự À để phân tích cổ phiếu các cái nhóm ngành thì Hùng sẽ up lên ở trên kênh đó và Hùng sẽ giới thiệu với các anh chị sau để chúng ta sẽ có thể đăng ký kênh. Rồi, uh, phần thứ hai của bản tin tuần này thì chúng ta sẽ đi review lại uh, cái kịch bản mà chúng ta đã, đã đi phân tích ở trong tuần vừa qua, video số 145 các anh chị. Thì như vậy là tên cái bản tin video số 145 thì Hùng cũng có đã có những cái đánh giá tiêu cực hiện tại uh, những cái tiêu cực uh, của thị trường chứng khoán toàn cầu và như vậy là việt nam cũng không nằm trong cái nguồn uh, tác động đó đúng không anh chị ờ uh, một uh, đúng rồi sẽ không nằm trong cái nguồn tác động đó và cái việc mà uh, thị trường sẽ có những cái việc chỉnh giảm và những cái khó khăn mà nó dẫn đến khi mà các cái uh, tài khoản bị cô mặc zin và thị trường bị cô bán ở trên đồng loạt thì nó sẽ gây lên những áp lực rất là lớn cho thị trường và hùng cũng có đánh giá rằng là ba cái tuần giao dịch vừa qua là ba cái tuần giao dịch hết sức là khó khăn bộ ba tham thổ chung của thị trường hiện tại đang nằm ở kênh đao chen và nếu như tuần này mà thị trường bị phá các mốc hỗ trợ kỹ thuật thì nó sẽ rất là tiêu cực các anh chị đó là những cái à, những cái dự báo những cái khó khăn của cái thị trường của cái tuần 145. Và đối với chỉ số VN30 thì cũng có à, dự báo các cái mốc hỗ trợ tuần. Đầu tiên sẽ là kiểm tra vùng 1200, sau đó sẽ đến mốc mươi 11 và sau đó sẽ đến mốc 1145 đến à 1140 đến 1145. Thì các anh chị có thể quan sát ở đây, đây là cái toàn cảnh của à, chỉ số VN30 ở trong tuần vừa qua. Đây là kết thúc phiên giao dịch của ngày 23 Ok đây các anh chị Thì chúng ta bắt đầu ra bản tin tuần ở đây Đó chúng ta bắt đầu ra bản tin tuần ở đây Thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai Thì VN30 ngay lập tức đã gì ạ Trong cái gáp giảm của ATO nó đã về vùng 1200 Vùng 1200 nó bị đánh mất Thì nó sẽ đi về đâu Nó sẽ về vùng 1180 Và khi về đến vùng 1180 này Thì các anh chị nhìn thấy đây Đây có một cái lực có, có có sự phục hồi ngắn đó và nó đi dập dìu ở cái gì vùng hỗ trợ 1180 và sau cái sự dập dìu đó thì đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì chính thức là vn30 đánh mất vùng 1180 và như vùng đó có chia sẻ những cái quan điểm về chúng ta phân tích kỹ thuật đó là gì chúng ta không phải là nhà đầu tư lớn chúng ta không phải tạo lập thị trường vì vậy nên là chúng ta phải nương theo xu hướng và khi xu hướng mất 1180 thì uh, vn30 sẽ đi về vùng 1140 đến gì ạ đến vùng 1145 các anh chị ở đây nhìn thấy đây và trượt dài luôn từ đây cho đến vùng 1140 1145. Thì đến phiên giao dịch của ngày thứ à, ngày hôm nay đúng không anh chị thì như vậy là index à, VN30 đã rơi về vùng 1145 và có thời điểm trong phiên thì đã rơi về vùng 1130. Và đối với chỉ số phái sinh thì hùng cũng có những cái phân tích dự báo về mặt đó là phái sinh nó cũng sẽ tương đồng với cái câu chuyện của VN30. Đó là gì? 1002, sau đó 1000 1111 ạ và cuối cùng là 1140 đến vùng 1145. Thì các anh chị có thể nhìn thấy toàn cảnh ở đây, đó là toàn cảnh của chỉ số phá sinh ở trong tuần vừa qua đây các anh chị, đó. Thì chúng ta nhìn thấy rằng đầu tiên là nó ngay lập tức nó kiểm tra lại vùng 1200. Sau đó, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số phá sinh đã sọt về vùng gì ạ? 1180. 1175 1180 và bắt đầu nó có lực hồi. Và đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì vùng 1180 bị mất và khi vùng này bị mất thì thì như thế nào thì thì nó sẽ đó thì các anh chị lưu ý này khi bị mất ở bên này thì nó hồi lên đây thì đây trở thành một cái kháng cự và cái kháng cự này nó không vượt thoát được thì như vậy là nó chỉ có diện, nó chỉ có đuối thôi và nó đã về lại vùng 1140 đến vùng 1145 ở trên diện hỗ trợ phân tích tuần và các anh chị nhìn thấy ngày hôm nay đó là nó có thời điểm nó nhún qua vùng 1140 nhưng mà cây nến M5 liền sau đó thì nó diện đây là zoom to lên các anh chị nhìn thấy đúng không ạ một cây mất một nhưng cây đến M5 kết thúc sau đó nó lấy lại luôn một đó vậy thì cái vùng một một uh, hỗ trợ tuần của vn 30 và phá sinh đã có phân tích ở trên bản tin tuần thì gần như nó khá là sát còn đối với chỉ số vn index thì thì chưa có phân tích sâu về cái độ gọi là độ chỉnh vòng đã có điều chỉnh uh, đối với chỉ số vn index ở đây này đối với chỉ số vn index thì cũng không có phân tích sâu uh, ông chỉ có phân tích ba cái ngưỡng khá là quan trọng ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba thôi đó là vùng 1195 1190 và 1175 thì các anh chị có thể nhìn đây ra sẽ view lại chỉ số VN trên tiền bản tin tuần thì ok đây là các anh chị này các anh chị sẽ nhìn thấy nhìn ở đây đây là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 145 <laughs> thì ngay lập tức là kiểm tra mốc 1190 sau đó thì nó kiểm tra mốc 1175 ở đây và khi 1175 nó bị mất đi thì nó có về lại vùng 1160 và nó có cái chữ hồi phục ở đây và nó mất ở vùng 11 gì ạ? 1160 đây. Thì sau đó thì cũng có phân tích thêm uh, đây kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư. Uh, kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư và chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ năm. Thì như vậy là đối với cái 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 bộ ba chỉ số về chỉ số VN30 và chỉ số phá trinh thì mình vẫn tiếp tục là gì ạ? Chúng ta tiếp tục đánh giá rằng là thị trường sẽ kiểm định lại cái vùng 1140. Còn đối với chỉ số index khi index đánh mất sáu 1160 điểm thì xu hướng sẽ về lại vùng 1140 đến vùng 1145. Vùng 1140 mà mất thì nó sẽ đi về vùng 1115 đến 1080. Đó là cái kịch bản của thị trường đã được cùng phân tích vào phiên giao dịch chuẩn bị. Ở đây là tối này, tối ngày 28 tháng 9 tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư. Và để chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ năm thì buổi tối đây em có sẽ view lại một cái kịch bản như vậy. Đó thì đối với chỉ số VN Index khi mà cái chỉ số này đây là phiên ngày 28 đây các anh chị kết thúc phiên ngày 28 khi nó bị mất ở vùng này rồi thì nó sẽ quay về lại vùng 1140 và 1140 bị thủng thì nó sẽ đi về vùng 1115 1115 bị thủng thì nó sẽ đi về vùng 1110 và sau đó sẽ đi về vùng 1080 đó là những cái chuyện đó cái khi mà cái thị trường mà nó bị thủng ở vùng này thì nó chỉ có hai cái cái sự lựa chọn đấy thôi đó và đối với index thì uh, sau khi mà kết thúc những cái phiên giao dịch đây thì mình đã tiếp tục điều chỉnh cái kịch bản của nó để đi về những cái vùng hỗ trợ dưới này. Như vậy thì nhìn chung là thị trường trong tuần vừa qua nó rất là xấu. Và đó là những cái quan điểm mà đã đưa ra cho anh chị, chúng ta phải hết sức là thận trọng trong cái tuần giao dịch vừa qua. Ok. Vậy thì cái phiên giao dịch ngày thứ sáu ngày hôm nay thì nó mở ra cho chúng ta một cái gì, một cái ý gì? Thì cái thứ nhất là lúc đầu bản tin thì cũng có phân tích cho anh chị rồi. Tức là nó có một cái ý rất là hay Đó là gì? Đó là VN30 Cây đến giờ của cái khung giờ 13 giờ đến 14 giờ nó đã đạt 45 triệu Tức là tại thời điểm là 13 giờ 47 37 phút Và đến khi kết thúc cái cây đến giờ đó thì nó đạt gần 60 triệu 60 triệu như vậy làm cái lực bắt cực kỳ tốt Và với một cái lực bắt này thì nó sẽ mở ra một cái xu hướng Đó là gì? Cái xác suất để đảo chiều của bộ ba tham số thị trường sau 14 giờ rất là cao Cùng với thời điểm đó thì index cũng đã có một cái sự rút chân từ vùng 1.100 điểm và uh, cái cái lượng giao dịch nó cũng đã đạt được 250 triệu cổ phiếu trong cái cái cung giờ đó. Đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt và à uh, vượt vượt 250 triệu các anh chị tại thời điểm đó là đã đạt 250 triệu rồi chắc chắn là đến 14 giờ nó sẽ vượt thì đấy là những cái tham số mà để chúng ta kỳ vọng rằng là thị trường của chúng ta có một cái lực bật ở sau 14 giờ và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta tạm gọi là gì, chúng ta tạm gọi là yên tâm. Tạm gọi là yên tâm, tức là với cái tín hiệu như vậy thì chúng ta có thể kỳ vọng thị trường tuần tới. Tất nhiên nó sẽ có nhà cung và những cái điểm nhà cung đó á à, nó nó không được phá vỡ các cái yếu tố kỹ thuật then chốt. Ví dụ, ví dụ à, chúng ta sẽ nói đến VN30 ở vùng 1140 đến vùng 1145, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng của chỉ số này. Đó. À, thì chắc chắn là nó trả về đây. Và cái điểm trả thứ hai có thể 1130 và trong cái thiên hướng kỹ thuật thì cũng đang nghi nghi là tạo lập có thể rúi một phát nữa về khoảng quanh vùng 1120. Ở à, rồi khi đó họ mới kéo. Đó là khả năng thế thôi. Đó. À, còn đây là những cái điểm kỹ thuật. Còn trong trường hợp ví dụ như là họ không rúi về đó mà họ rúi về 1140 thì tốt quá đúng cách chị. Có ai muốn chỉ số giảm sâu đâu ạ? Không? không ai muốn. Như vậy phiên ngày thứ hai sẽ là cái phiên có thể gọi là phiên bản lề đó sau khi nó test về đây và nó lại xuất hiện được một cái lực long ví dụ một cái lực kéo long để đưa cái chỉ số vn30 quay trở lại ngưỡng 1.200 điểm ví dụ như vậy à, đó thì như vậy là thị trường sát xuất là thị trường của chúng ta tạo đáy rồi đó tạo đáy ngắn hạn rồi và sát xuất là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái gì ạ? có một cái trang kỹ thuật nó tốt hơn tối ưu hơn đó anh chị và chúng ta sẽ uh, chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật đó và trên ở uh, cái tín hiệu uh, kỹ thuật đến giờ thì các anh chị có thể nhìn đây thì ở đây này Ờ, chúng ta cũng lưu ý này, tức là cái câu chuyện trong cái thời điểm vừa qua thì Hùng vẫn đang có một cái sự lan tan nhất định. Đấy, các anh chị nhìn thấy hai cây nến giờ kéo lên và đến cây nến tiếp theo những cây nến giờ thứ ba là nó không hiện nó không nó suy yếu. Thế thì ở đây cũng có một cây nến giờ, hai cây nến giờ. Vậy thì cái câu chuyện là gì? VN30 có bứt được đó, có bứt được cái vùng 1160 không? Rồi có bứt được thứ hai nữa là nó có bứt được nó có bứt được cái vùng 1180 hay không? À 1185 không? Đó thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải trả lời. Đó ví dụ như vậy. Còn trong trường hợp nó hoàn toàn có thể như thế. Đấy, đây cũng hỗ trợ rồi nhưng mà cái câu chuyện là như vậy đó. Thì cái phiên giao dịch bản lề của ngày thứ hai và ngày thứ ba chúng ta phải tập trung đánh giá được cái xu hướng của VN30 nó có phá vỡ được các cái ngưỡng kháng cự ở đây không? Còn trong trường hợp mà nó không phá được mà nó lại bắt đầu quay ấm ở quay lại đây thì đấy là một cái tín hiệu mà mà thị trường của chúng ta lại lại nguy nan. Đó, vậy thì Uh, tuần tới sẽ là một cái tuần uh, rất là quan trọng các anh chị nhá ở đây đó view các anh chị như vậy để các anh chị hiểu được bản chất còn đối với chỉ số phá sinh <laughs> thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi khả năng thì phá sinh sẽ có những cái với cái đà hưng phấn như phiên ngày nay thì có thể nó sẽ tạo gáp tăng ATO ở trong trường hợp nếu tạo gáp tăng ATO thì nó sẽ chỉnh cung trở lại đó và hoặc không thì nó sẽ chỉnh từ đầu đó và nó sẽ tỉnh chỉnh test từ đầu thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 1140 đến 1145 còn cái mốc 1120 này để chưa tính những khả năng nghi nghi là nó cũng sẽ nhún nhún kiểu gì đó để cho nó 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 đánh bại nhà đầu tư cá nhân một nhịp nữa rồi nó mới kéo đó thì chúng ta sẽ lưu tâm được những cái việc như vậy và khi mà nó kéo vượt được ví dụ như là phá sinh nó kéo vượt được lại cái vùng một một tám đây thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là tốt để chúng ta đánh giá thêm à, cái khả năng của chúng ta à, cân thêm cổ phiếu rồi đối với chỉ số vn index ở đây các anh chị lưu ý là như vậy như như sau thứ nhất là chúng ta đã có một cái hành trình phân tích về các cái ngưỡng hỗ trợ ví dụ một bốn mươi sau đó một 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 năm một 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 và một tám thì đến thời điểm hiện tại là khi về đến một 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 này thì chỉ số index của chúng ta có cái nhịp long khá là mạnh và sau nhịp long này thì quan điểm kỹ thuật cùng là gì uh, nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng một 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 năm đến một hai mươi khỏe là như vậy yếu thì nó sẽ về lại vùng một 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 tức là nhả lại hết ở cái cái điểm tăng này còn yếu hơn thì khả năng là có một có chăng thì nó sẽ nhún một phát về 1080 sau đó nó rút chân lên thì đấy là những cái kịch bản mà chúng ta có thể phải tính toán ở trong cái tuần giao dịch mới và sau những cái điểm test kỹ thuật đó thì ví dụ như yên đây của chúng ta bươn lại được nó vượt thoát lại được ở đây đó là vùng 1140 và sau đó vượt thoát lên được cái vùng 1160 1175 ở đây thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho Hùng Lê có thêm uh, những cái tính toán đó các chị có thêm những cái tính toán À, bởi vì sao bởi vì ở đây nó cũng uh, chỉ số vn index nó cũng đã có một cái sự đánh lừa ở đây rất là là trắng trợn đó thì cái sự đánh lừa này thì chúng ta rất là dễ thôi nó đơn giản thôi các anh chị đó ví dụ ở vùng một một thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được là khi mà nó 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 chạm hỗ trợ nó long lên thì nó sẽ quay trở lại gì ạ nó test và đây là điểm test thất bại này đó đây là điểm test thất bại vì chính cái điểm test thất bại đó nên là nó gì nó cứ thế nó ào xuống thôi Vậy thì đây cũng như vậy, một cây đến giờ tăng lên thì chưa thể nói hết được à, cái xu hướng và chắc chắn thì nó sẽ test. Đó, ví dụ nó test khỏe khoắn, đó, khỏe mạnh nhá thì nó test về 1, 2 đây và sau đó thì nó long. Đó, nó long thì nó long vượt thoát được vùng đầu tiên, nó phải thoát được 1, 1, 40 là, là cái tốt thứ nhất. Đó, và cái tốt thứ hai nó phải long, ít nhất là nó phải vượt thoát được cái vùng 1, 1, 60 và <laughs> khỏe khoắn hơn nữa thì sẽ phải là vùng 1, 1, 1, 80 đây các anh chị. Đó đấy là những cái mốc mà chúng ta cần phải trả lời được là thị trường có vượt thoát được hay không ở trong tuần tới và nó trả lại cung ở bao nhiêu và trả lại như thế nào thì nó lại tốt thì đấy là tất cả những cái dữ liệu kỹ thuật sẽ có ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Ok bản tin tuần này đến đây Hùng ừ, nay xin phép được tạm dừng và xin được kính chào quý anh chị đầu tư phải hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở trong các cái bản tin điểm tin tuần tiếp theo và nhân tiện đây thì ông lê cũng mời uh, tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền tổ quốc uh, đã xem và đồng hành cùng với kênh chứng khoán chiến binh đến từ con sóng thì uh, cũng mời anh chị em về với team của ông lê tại công ty cổ phần chứng khoán vps để uh, giao dịch cũng như uh, có thêm những cái trải nghiệm có thêm những cái phân tích uh, trực tuyến ở trong những cái uh, khung thời gian trực tuyến để các anh chị nắm được những cái phân tích như vậy nó cũng sẽ rất là tốt rất là hữu ích để giúp cho anh chị có được những cái cơ sở khá là quan trọng trong cái quá trình đầu tư thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại